Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Và các bạn vừa mua một chiếc MacBook mới hay là các bạn mới cài lại MacBook của mình, các bạn đang cần bộ Office mà chúng ta chỉ muốn mua một lần để sử dụng vĩnh viễn. Khi các bạn tìm kiếm ở trên mạng, các bạn tìm kiếm một số đại lý lớn thì giá rất là cao. Và các bạn đừng lo, bởi vì trong video này mình sẽ gỡ rối cho các bạn bằng những cái deal cực kỳ ngon. Mức giá để mua Office bản quyền chưa tới 1 triệu đồng dành cho MacBook của bạn. Và chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Theo như mình tìm hiểu ấy, thì những cái key mà mình sử dụng gửi tới các bạn trong video này nó là key retail nên là mức giá tốt hơn. Còn nếu như các bạn mua key chính hãng từ Microsoft thì giá có thể lên tới là khoảng 256 đồng. Mức giá này anh em kia tiền Việt thấy cao rồi đúng không? Còn với cái key ở trong video này của mình thì đầu tiên là key cho Office 2021 đi. Bản Home and Business, một key một mát và chúng ta chỉ có mức giá là 38 đồng mà thôi. Mức giá này mình đổi ra tiền Việt là khoảng tầm gần 900.000 đồng. Còn nếu như bạn nào mua bản 2019 nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm 100.000. Với phiên bản mà dành cho MacBook của Office thì có một điểm hay, đó chính là đây sẽ là key điện tử Digital License. Với key này nó sẽ link trực tiếp với tài khoản Microsoft của bạn. Và sau đó mỗi khi các bạn đổi máy sang một chiếc MacBook mới thì bạn hoàn toàn có thể mang cái key này đi. Chỉ lưu ý giúp mình một điều là một key chỉ kích hoạt ở trên một máy thôi. Nếu như các bạn đã sử dụng máy mới rồi thì đồng nghĩa là máy cũ của bạn sẽ không còn key này nữa. Nhưng mà nói chung cái hay ở chỗ là có thể di chuyển được. Cho dù bạn có nâng cấp chiếc MacBook của bạn, bạn có thay đổi thiết bị Mac mới thì các bạn vẫn dùng được cái key này của chúng ta. Hay đúng không? Bỏ ra một số tiền mua có một lần mà dùng vĩnh viễn, đổi thiết bị cũng được luôn. Và nghe đến đây các bạn đã thấy hấp dẫn rồi thì tất nhiên đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video dẫn thẳng tới KeySpan nhá. Và KeySpan là trang web mình đã mua cũng giới thiệu tới các bạn rất là nhiều những cái deal rồi, từ Windows này tới Office dành cho Windows và bây giờ là Office dành cho Mac. Thì lưu ý cho mình một chút là Office dành cho Mac này chỉ cài được ở trên Mac mà thôi. Chúng ta không thể nào mang cái key này ra cài cho Windows được nhá. Tránh trường hợp là các bạn đem nhập cho Windows sau đó bảo mình là tại sao Mac dùng được mà Windows thì lại không. Lưu ý. Và đồng thời cũng có một vấn đề nữa là với Office 2021 Home and Business thì các bạn sẽ cần phiên bản macOS từ 11 trở lên để chúng ta có thể cài được. Những bạn nào đang dùng macOS dưới 11 thì chúng ta không mua cái bản này. Còn nói về việc tư vấn cho các bạn là nên mua bản 2019 hay là 2021 thì để mình tư vấn như sau. Là với những bạn nào là đang sinh viên, các bạn có nhu cầu cơ bản, chúng ta chỉ cần Office để gõ, Excel để làm việc thì các bạn có thể lựa chọn cho mình bản 2019 cũng được. Còn nếu như bạn nào muốn sử dụng được tối đa những tính năng mới nhất của Office và các bạn luôn muốn là những cái tính năng của chúng ta được cập nhật gần đây nhất thì các bạn chọn cho mình bản 2021. Và đặc biệt là với những bạn nào làm việc nhiều với Excel, bởi vì ở trong bản 2021 sẽ có những cập nhật liên quan tới các hàm tính toán. Và khi chúng ta làm việc nhiều với Excel với những trang tính có hàng nghìn kết quả thì rõ ràng là bản 2021 nó sẽ mang lại kết quả tốt hơn trong việc xử lý. Ok, như vậy là mình đã trả lời xong câu hỏi là mua ở đâu cho rẻ. Với cái mức giá này các bạn đã cảm thấy rẻ hay chưa? Và nếu như các bạn có search một vòng ở trên những website khác, các bạn thấy rằng mức giá tại Việt Nam chúng ta thậm chí còn rẻ hơn. Nhưng mà anh em ạ, lưu ý cho mình một điều, đó là cái mức giá nó cũng sẽ đi kèm theo độ uy tín của shop. Với KeySpan là một shop nước ngoài và họ bán cho cả thị trường châu Âu nữa, mà châu Âu là thị trường rất là khó tính, anh em hiểu cái độ uy tín rồi đúng không? Chúng ta cứ mua ở đây, giá có thể nhỉnh hơn tầm 100k thôi, nhưng độ uy tín cao hơn. Nếu như các bạn có vấn đề gì thì chúng ta báo lên đây, cái support nó cũng sẽ tốt hơn. Và trước khi chúng ta vào phần cài như thế nào thì mình chia sẻ thêm một tí là ở trong bộ Office 2021 Home and Business này các bạn sẽ bao gồm 4 ứng dụng là Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint và Microsoft Outlook. Đây là bộ 4 ứng dụng mà mình thấy rằng các bạn sử dụng rất nhiều, đặc biệt là 3 ứng dụng đầu tiên Word, Excel, PowerPoint. Bất kỳ một ai trong chúng ta khi học tin học mà làm việc với văn phòng cũng được tiếp cận 3 ứng dụng này. Như vậy là ở trong bộ Office này đã cung cấp cho chúng ta những ứng dụng cơ bản và đầy đủ nhất. Nhưng lưu ý cho mình là các bạn sẽ chỉ nhận được những bản cập nhật liên quan tới bảo mật thôi nhá. Còn cái việc các bạn nâng cấp từ 21 lên 22 hay là 23 sẽ không thể được. Nếu như bạn muốn dùng bản 22 hay là 23, các bạn sẽ bắt buộc phải mua một cái key mới. Và đây cũng là điểm khác biệt so với Office 365. Rồi, bây giờ cùng mình tới phần cài đặt. Sau khi các bạn mua xong, bạn sẽ nhận được một cái mail giống như mình hiển thị ở trên màn hình đây. Tất nhiên là mình đã che đi cái phần mã key của mình. Và cái mail này gửi về khá là nhanh, sau khi thanh toán xong một chút thôi là các bạn đã nhận được cái mail này rồi. Bây giờ các bạn quay trở lại website mua hàng cho mình. Ở đây sẽ có một đường link mà chúng ta quan tâm, đó chính là download link. Các bạn nhấn vào đây. Và đây cũng là một cái để thể hiện tính chính chủ của cách này, đó là chúng ta truy cập trực tiếp vào website của Microsoft để cài đặt. Bạn không sợ phần mềm lậu, bạn không sợ virus, bạn không cần phải lo lắng bất kỳ một cái gì. Lưu ý, đây là website chính của Microsoft luôn. Bây giờ các bạn đăng nhập tài khoản vào cho mình. Sau khi đăng nhập thành công thì các bạn nhập tiếp cho mình khóa sản phẩm, chính là product key các bạn đã nhận được ở trong mail. Sau khi chúng ta nhập thành công, chữ tiếp theo sẽ sáng lên và bạn bấm tiếp theo cho mình. Ở cái phần khu vực thì nhớ chọn đúng nhé, mình đang ở Việt Nam, mình sẽ chọn là Việt Nam.
Và bây giờ việc còn lại là bấm nút xác nhận để bắt đầu tải ứng dụng về. Ui, mọi thứ dễ không ạ? Từ cái việc các bạn nhập key này cho tới tải ứng dụng, chúng ta dùng website chính chủ của Microsoft luôn. Và bạn sẽ không cần phải lo lắng một tí nào hết. Thì đây cũng là một cái điểm mình rất là thích ở trên đây. Trong trường hợp các bạn bấm tải xuống rồi mà vẫn không tải thì các bạn đừng lo, vào cho mình website account.microsoft.com và ở trong này bạn đăng nhập tài khoản vừa rồi của chúng ta vào, tài khoản bạn đã mua key ấy. Bây giờ các bạn chỉ cần chọn cho mình phần dịch vụ và đăng ký. Kéo xuống dưới cùng, bạn sẽ thấy ngay những cái phần các bạn đã mua. Đây, sản phẩm bạn đã mua của mình đã có Office Home and Business 2021 format. Và điều này chứng minh là cái tài khoản này của mình đã mua thành công rồi, có key điện tử đi theo rồi. Để tải xuống, chọn cho mình phần cài đặt. Chọn cài đặt. Sau đó các bạn chọn save cho mình để tải về. Bởi vì đây là tải về từ server chính thức của Microsoft nên thời gian tải khá nhanh. Như của mình ở đây là 2,2GB, chỉ hết khoảng tầm 4 phút thôi. Lưu ý cho mình là hướng dẫn cài này các bạn có thể dùng cho cả bản 2021, 2019 hay là Office 365 thì đều cài giống nhau nhá. Việc đơn giản là tải file về, click nó lên và next 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 thôi. Và thực tế thế nào thì bây giờ các bạn làm theo mình. Đầu tiên kích đôi vào file cài đã tải về. Sau đó chọn Continue cho mình. Tiếp tục chọn Continue. Rồi chọn Agree để đồng ý. Tiếp tục chọn Install. Và bây giờ nhập mật khẩu mở khóa MacBook vào. Sau đó các bạn đợi máy tự cài thôi. Rất là dễ đúng không? Khi chúng ta đã mua key bản quyền lại còn là key xịn và được cung cấp bởi Microsoft rồi thì việc cài của bạn không có gì phải lo. Cài, tải, tất cả mọi thứ đều là chính hãng. Nhưng mà anh em đừng quên là mức giá rất tốt nhá. Cho dù là bản 2021 Home and Business đi nữa thì mức giá chưa tới 1 triệu đồng, là khoảng tầm 900k là các bạn đã có rồi. Còn việc thanh toán các bạn thực hiện qua thẻ Visa cho mình nhá. Thời điểm hiện tại thì mình đã có hỏi bên KeySpan thì họ nói rằng là PayPal vì đang bảo trì là không có mở được thì chúng ta thanh toán qua thẻ Visa. Như vậy là việc cài đặt đã hoàn thành và chúng ta cùng nhau hưởng thụ thôi. Mình chọn Close để đóng lại nhé. Nếu như có bảng hỏi hiện ra, bạn chọn cho mình là Move to Trust để di chuyển toàn bộ bộ cài vào trong thùng rác của bạn luôn. Bạn đỡ phải xóa. Bây giờ mình kích hoạt Word của mình lên. Lần đầu khởi chạy các bạn sẽ có những bảng hỏi, chọn Next cho mình. Tiếp tục chọn Done. Ở trong giao diện của Word các bạn để ý cho mình cái phần Active ở đây. Chúng ta nhấn vào nhé và mình sẽ chọn phần ở dưới, tức là mình đã mua Office rồi. Giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản đã mua vào. Còn nếu như bạn nào chỉ cần nhập tài khoản xong đã tự kích hoạt thì ok luôn, không cần phải làm như mình nhá. Của mình ở đây thì mình cần thêm cái bước này nữa. Rồi xong, xác nhận đã có thể sử dụng bình thường, bắt đầu dùng Word thôi. Và như vậy là mình đã chỉ các bạn xong cái việc là chúng ta mua ở đâu cho rẻ, cũng như việc là các bạn làm thế nào để có thể cài được Office lên máy của mình và là Office bản quyền, nên là việc cài rất là dễ dàng. Nếu như bạn nào quan tâm thì đường link KeySpan mình sẽ để ở phần mô tả của video này nhá. Có hai bản là 2021 và 2019, đều là Home and Business hết. Và tới đây Công sẽ kết thúc video. Anh em có ý kiến gì hay cần hỏi gì cứ để ở phần bình luận. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.